Vụ bán xe cũ ngày hôm nay sẽ mang đến cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe trong phần khúc hạng B siêu lướt bền bỉ theo lầm tháng cũng như khả năng vận hành của chiếc xe rất là ổn định ít hỏng vặt chiếc Toyota Vios phiên bản E 1.5 CVT sản xuất năm 2022 đăng ký tên tư nhân biển tỉnh có ngoại thất trắng nội thất ghế da màu kem chủ xe đi rất là giữ gìn làm bánh quãng đường chỉ khoảng 15.000 km thôi. Những chi tiết nốt láp mâm của chiếc xe vẫn còn mới nguyên đây. Các bác có thể tham quan từ những đường nét về gầm bệ, những đường gân góc cạnh của chiếc xe. Tất cả các chi tiết đều giữ được tình trạng hoàn hảo, sơn zin gần như toàn bộ cả xe. những đường nét chi tiết anh chị có thể thấy. Em sẽ quay rõ và đầy đủ thông tin cho anh chị và các bạn có thể tham quan. Địa chỉ xem xe anh chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ô tô Trọng Hòa số 2224 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử. Đơn vị bán xe ra có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test mọi nơi trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Đây là những đường led chi tiết về phần đuôi xe. Anh chị có thể tham quan từ những phần cản sau đến những cái chi tiết hệ thống bóng đèn hậu. Những cái phần tính năng an toàn trang bị như là cam lùi, cảm biến lùi Giúp anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn Và cảnh báo cho người phía sau Những đường led tổng quan, chi tiết Từ những cái phần uh, mép lối, mép cản Hệ thống gầm bệ chắc chắn Xe đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe À, thông tin cụ thể về thời gian vay, lãi suất các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin qua Zalo cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân đối. Đây là những phần hệ thống tắp ly, phần bọc da và ốp nhựa, những phần con ốc bản lề, đấy, những đường led chi tiết về bậc lên xuống, hệ thống ghế ngồi của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo và đánh giá cùng em. Với hệ thống ghế ngồi của chiếc xe trang bị ghế da màu kem, đục lỗ thông hơi tạo cái sự thoải mái cho người ngồi. Mỗi không gian ngồi bên trong rất là rộng rãi và cái con Toyota Vios này thì thực ra nó cũng không có quá nhiều cái tính năng nhưng mà nó mang lại cho anh chị và các bạn là cái hữu ích hơn so với những phiên bản tiền nhiệm, xe thì trang bị nhiều túi khí hơn này, có tính năng chống trơn trượt và cân bằng điện tử và đầy đủ những cái tính năng X khác nữa mà ở những cái phiên bản cũ trước đây thì nó không được trang bị và một số tính năng giải trí cũng như là giao diện của cái phần à, 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 bằng điều khiển trung tâm nó có thay đổi một chút đây là những cái chi tiết hệ thống bậc lên xuống và hệ thống những cái phần như là tem mát vẫn còn đầy đủ với năm sản xuất là 2022 xe lắp ráp trong nước đây là những cái phần như cột kèo răng cao su hệ thống vô lăng của chiếc xe các tính năng tiện ích được tích hợp trên vô lăng này anh chị và các bạn có thể thao tác một cách dễ dàng với dòng xe người nhật thiên về cái sự thực dụng dễ sử dụng cũng như vận hành của chiếc xe ổn định tiết kiệm nhiên liệu đấy là những cái tiêu chí của người nhật đây là những phần điều hòa các phím chức năng anh chị bạn có thể thấy qua các tính năng của nó rất là đơn giản dễ sử dụng mà để lái một chiếc xe thì cũng gần như là mình chỉ cần những cái tính năng như này thôi. Còn nếu mà anh chị và các bạn mà cần những cái mẫu xe mà nó có nhiều tính năng công nghệ để trải nghiệm thì mình nên chọn những cái mẫu xe đời cao hơn. Đây là những đường LED tổng quan, chi tiết về hệ thống lắp cabo với những đường gân, hệ thống máy móc của chiếc xe anh chị và các bạn có thể xem và đánh giá. Em luôn quay đầy đủ những cái thông tin cho anh chị và các bạn có thể là xem kỹ qua video và quyết định có đến xem cửa hàng, tại cửa hàng và lái thử hay không. Với chiếc Toyota Vios E phiên bản CVT số tự động sản xuất năm 2022 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá dưới 500 triệu thôi. Đấy anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe siêu lướt với thời điểm hiện tại. Mua xe cũ rất là giá rất là hợp lý và có nhiều ưu đãi trong thời điểm này. Nên anh chị và các bạn cân nhắc mình có thể chọn lựa mua. Em rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và dành thời gian xem hết video. Rất mong anh chị và các bạn ủng hộ em một like, một đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật hàng ngày. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.